Rồi, nít ơi, con giờ mẹ kìa. Nè, con chào cô chú đi, tay con đâu? Tay đâu, chào mọi người đi. Nít ơi, con chào mọi người đi. Hello, hello. Tay con đâu, hello, hello. Con chào mọi người. Con chào mọi người nha. Kìa. Nhìn đi đâu vậy ta? Kìa, ông có cái gì kìa? Con chào mọi người. Hello, hello. Con là sâu nít nha, con là sâu nít nha mọi người nha. Con chào mọi người đi. Đúng rồi, mọi người chào con. Đó vuốt tóc rồi. Yo, chào mừng các bạn đến với kênh mình là Hugo Dương. Để các bạn mới là chưa biết mình chia review sẽ kinh nghiệm về cá cảm giác là đồ ăn và vân vân. Thì hôm nay trong video của mình có xuất hiện một nhân vật rất là đặc biệt ha. Đó là thằng nhóc con của mình, đó là bé sâu nít ha. Đó thì các bạn biết lý do vì sao mà hôm nay mình có mặt ở đây và có ẩm bé sinh nít rồi ha. Đó là tại vì hôm nay mình đang ở nhà của bà xã. Đó, mình ở bên đây để mình chăm con. Thành ra là mình bị kẹt ở bên đây luôn. Đó, mình không có về bên nhà mình để mình quay video clip được. Đó, thành ra hôm nay mình ở ngay đây mà mình quay cái clip này gửi đến cho các bạn luôn ha. Thì để mình nói ngắn gọn là lý do tại sao mà mình hôm nay mình không có về nhà được ha. Thì các bạn biết là ở Sài Gòn đang là phong tỏa rất là gắt gao ha. Thì trước đây thì không có gắt như vậy, thì nhưng mà bây giờ cái thời gian 1-2 tuần này là phải có giấy của thành phố mới được đi ra ngoài ha. Đó, thành ra là mình không có giấy thì mình không được đi ra ngoài, thành ra mình không có về nhà được. Đó lý do mà hôm nay mình ở đây hả các bạn ha. Đó, nhưng mà không sao, mình ở đây nhưng mà mình vẫn quay video clip, mình vẫn lên clip hàng tuần cho các bạn luôn. Có thể là mình ở đây mình sẽ quay nhiều video clip hơn nữa. Đó, mình sẽ gửi cho các bạn clip thường xuyên hơn. Đó, thì cái chủ đề hôm nay mình sẽ nói là cái chủ đề gì. Bây giờ mà các bạn cùng vào chủ đề chính của hôm nay nha. Thế đó là cái gãy chân chào cô chú với mẹ cô chú bạn con kìa. Đúng rồi, đó đại con đó. Giỏi quá. Vỗ tay ha. Vỗ tay. Như vậy là dĩ nhiên Nhí đi ngủ rồi các bạn. Thì để mình chỉnh cái mic lại ở đây. Đó, hồi nãy mình đeo ở bên đây á, để thằng nhóc nó ngồi đây á, nó hay với nó lấy cái mic á, mình sợ ảnh hưởng đến âm thanh. Đó, mình đeo nó qua bên đây ha. Ok. Thì phía sau lưng mình á là một cái hồ cá ha. Cái hồ cá này là hồ cá của phụ huynh đó các bạn ha. Đó thì ba mình nuôi một vài con chép, một vài con kim sơn ở trong nhà để cho cái nhà nó có phong thủy chút xíu. Đó thì mình may mắn là bên nhà vợ của mình cũng có một cái hồ cá để mình có một cái phong để mình quay một cái video clip liên quan đến cá các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái chủ đề gì với các bạn đi ta. Đó thì để mình suy nghĩ coi. Thì các bạn thấy đó, cái mùa dịch này căng thẳng quá các bạn ha. Thì hôm nay là mình theo trên báo là đã đạt mười mấy ngàn ca rồi, cả nước luôn. Thì các bạn thấy đó, có những điều mà từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra, tưởng chừng nó sẽ không xảy ra mà hiện tại thì nó đã xảy ra rồi các bạn ha. Trong những cái tuần gần đây ấy, mình thấy ở trên báo chí hay là ở ngoài những cái tin tức ấy, thì có rất là nhiều những cái tin mà tất cả những người dân mình thì đổ xô đi chợ, đi siêu thị gì kia, đi mua thuốc, mua đồ ăn, nhất là đồ ăn để trữ trong nhà ha. Đó thì mua rất là nhiều mà nhiều nơi cũng không cung cấp đủ để cho người dân của mình nữa. Thì đó các bạn thấy đó, thì con người của mình á, nhiều khi còn không có đủ đồ ăn nữa, thì huống chi là những con cá ở trong nhà của các bạn, thì có đủ đồ ăn để dự trữ qua cái mùa dịch này không. Thì cũng liên quan đến cái chuyện thực phẩm mà ở đây là dành cho lũ cá, thì trong thời gian qua thì mình nhận được một số những cái comment, những cái câu hỏi của những cái câu mà than vãn của các bạn là thì anh ơi, mùa dịch này thì không biết là giờ mua đồ ăn ở đâu, rồi nhà của em thì thằng lằn nó cũng cạn kiệt rồi, dán ở nhà thì cũng sạch bách rồi, không biết thì cá nó phải nhịn đói được bao lâu anh ha. Đó thì nhân những cái câu hỏi này mình gộp lại để mình làm cái chủ đề ngày hôm nay là
mình muốn chia sẻ là cá ở nhà của mình á, hoặc là cá nước ngọt này kia nói chung á, thì bọn chúng sẽ nhịn đói được bao lâu các bạn ha. Đầu tiên á, trong cái video này á, mình muốn nói trước á, là mình chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mình cũng như là mình tham khảo qua những cái người đi trước đó, thì cái kinh nghiệm của mình thì có cái đúng cái sai, có thể đúng với mình, sai với bạn hoặc là ngược lại đó. Thì các bạn nào có thấy mình nói sai cái gì thì các bạn cứ góp ý, cứ comment ở bên dưới ha, mình sẽ lắng nghe và tiếp thu. Ok, thì trong cái video này mình sẽ nói chung chung tất cả những loài cá luôn, cá nước ngọt luôn đó, thì mình sẽ nói chung chung luôn chứ mình không có nói cụ thể những cái loài nào, tại vì từng loài cá, từng kích thước, từng cái chế độ vận động thì từng loài nó sẽ có một cái chế độ ăn uống khác nhau, sẽ có một cái sự chịu đói khác nhau các bạn ha. Thì cái khả năng mà chịu đói của các loài cá nước ngọt nói chung thì nó rất là khác nhau, và nó sẽ phụ thuộc vào cái sự trao đổi chất của mỗi cá thể, mỗi loài đó. Thì những cái con cá mà nhỏ hơn thường có khả năng chịu đói kém hơn, có nghĩa là chúng sẽ nhanh đói bụng hơn những con cá lớn, những con cá mà ít di chuyển, bởi vì những con cá nhỏ thì nó sẽ thường di chuyển nhiều hơn đó. Những con cá nào mà bơi nhanh, di chuyển nhiều, hoạt động mạnh thì nó sẽ nhanh đói hơn là những con cá ít di chuyển ha. Ví dụ như là những con cá mà bơi nhanh, di chuyển nhiều như là cá hồi vàng, Dorado, hay là cá hổ Congo, Goliath, là hổ Congo Vitatet đó, ví dụ những cái con đó đó. Riêng mình nhắc tới những cái con hổ Congo, Goliath và Vitatet thì mình sẵn nói luôn, những cái con hổ này á, nó di chuyển rất là nhanh đó, săn mồi rất là nhanh luôn, rất là táo tợn. Những cái cá thể hổ này nếu mà lớn á, mà các bạn nuôi ở trong những cái hồ nhỏ á, thì khả năng là nó tông vào thành hồ, hay là khi mà nó săn mồi đó, nó phi thẳng vô thành hồ mà có khả năng là nó tông vào và nó chết luôn, thì có chuyện nó xảy ra các bạn ha. Đó, thành ra là các bạn nào mà nuôi những con cá này thì nên có một cái hồ lớn để tụi nó có thể vùng vẫy thích nghi ở trong đó. Và ngược lại thì những con cá thể mà ít di chuyển, ví dụ như củ sừng, hay là những con sói đen, sói xám, hay là những cái con cá khác mà hay nằm đáy, thì chúng sẽ ít tiêu hao năng lượng hơn, và chúng sẽ cái khả năng chịu đói của chúng sẽ cao hơn. Tiếp theo là cái khối lượng cơ thể cũng quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến cái khả năng chịu đói của các loài cá, vì có liên quan đến sự trao đổi chất ha các bạn. Những cái cá thể mà có trọng lượng lớn thì cái sự trao đổi chất nó sẽ chậm hơn là những cái cá thể nhỏ, trọng lượng thấp hơn các bạn ha. Ví dụ như là cá rồng đó, nó rất là dài, rất là to lớn, thì thường nó sẽ ăn không có ăn nhiều bằng những cái cá thể nhỏ hơn, ví dụ như là những con cá tai tượng châu Phi chẳng hạn đó. Những con cá rồng mà mình nuôi nó thường thấy thì nó chỉ ăn một vài con sâu, hoặc là cùng nó ăn một con rết, hoặc là ăn một vài con gián dubia, đó là có thể là nó sẽ không ăn nữa, ăn một vài con nhái thôi đó. Còn tai tượng châu Phi thì theo mình nuôi mình thấy mình cứ thả mồi vô hoài, nó cứ ăn hoài nó cứ ăn, nó cũng có no, nhưng mà cái số lượng mồi đó mình thấy là nó ăn khá nhiều đó, một ngày mà nó sẽ ăn mấy bữa như vậy luôn. Còn con cá rồng thì có thể nó một ngày nó chỉ ăn một bữa là nó cũng đã no rồi, và nó no rất là lâu đó. Thì những cái loài cá nước ngọt á, thì theo như mà mình hỏi các anh đi trước á, thì các anh chia sẻ thì có thể là chúng sẽ nhịn đói được nhiều tuần đến một vài tháng, tùy theo loài, tùy theo trọng lượng, tùy theo kích thước của chúng đó. Thì riêng cái con cá rồng ở nhà mình á, và cái con cá tai tượng châu Phi body shock nhà mình á, thì hai con này nó có một cái điểm chung là khi mà nó mới về nhà mình á, là thứ nhất là chưa quen hồ đó, con bị cá rồng thì bị stress, còn con tai tượng châu Phi body shock á, thì nó chưa có quen hồ, thì hai con này đều bỏ ăn hết, không ăn không bất cứ thứ gì hết. Đến đúng một tháng luôn, con cá rồng đúng một tháng, còn con tượng châu Phi thì 27-28 ngày đó. Tại vì khi mà một con cá về nhà mà nó bỏ ăn á, thì cái cảm giác của mình á, mình rất là lo lắng, và mình nghĩ là các bạn cũng như vậy. Tại vì mình thấy rất là nhiều người hỏi mình là anh ơi, cá em mới về nhà rồi, bây giờ nó bỏ ăn rồi, nó không có ăn gì hết, thì làm cách nào?
thì mình cũng nói là các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi thôi, các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi, nếu mà các bạn chất lượng nước vẫn tốt rồi, không có bị stress, không có bị cá nào đánh hay là kiếm chuyện hết, thì con cá của mình nó ra bị stress rồi thì cứ để kiên nhẫn chờ đợi, thì con cá nó sẽ không có chết vì đói, nó sẽ rất là khó chết vì đói, nó chỉ chết vì bệnh thôi đó. Thì cứ chờ đợi và đến một lúc nào đó thì nó sẽ hết bị stress, nó quen hồ và nó sẽ ăn thôi. Thì hai con cá rồng và tiền châu Phi của mình thì về tới nhà cũng phải một tháng mới ăn, một tháng mới ăn là rất là lâu, rất là lo lắng ha các bạn, nhưng mà cuối cùng nó cũng ăn đó. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm thực tế của con cá ở nhà mình luôn. Thì tóm lại hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là cái khả năng chịu đói của những con cá đó, là những cái loài cá càng lớn nó sẽ có khả năng chịu đói tốt hơn đó, những loài cá nhỏ chưa trưởng thành, và những cái loài cá mà ít hoạt động, ít vận động và nó sẽ trao đổi chất chậm hơn thì nó sẽ cũng chịu đói bền vững hơn là những cái con cá mà hoạt động nhiều đó. Thì các bạn thấy đó, những cái con cá nhỏ thường thì mình sẽ cho ăn nhiều bữa hơn trong ngày đó, thì nó ăn nhiều hơn, cũng giống như là những cái động vật ở trên cạn bao gồm cả con người mình luôn đó. Thì sơ lược lại, mình muốn nói với các bạn là nếu mà trong cái mùa dịch này các bạn không thể tìm được cái nguồn mồi mà cho con cá ở nhà mình, không phải con cá nào nó cũng có thể ăn thay đổi cái mồi được, ví dụ như bây giờ mình đang cho nó ăn sâu, nó đang quen sâu rồi mà mình các bạn cho nó qua ăn một cái thứ khác không phải là sâu mà là đồ đông lạnh hay là những cái thực phẩm khác thì không chắc là nó có thể nó ăn được đó. Thì các bạn cũng đừng có lo lắng ha. Những con cá nó sẽ chịu đựng được, nó sẽ chịu đựng được ít nhất là vài tuần cho đến một tháng ha, đó không sao hết. Nhưng mà trong cái thời gian đó các bạn cũng nên cố gắng tìm một cái nguồn thức ăn thay thế thích hợp cho con cá của mình để đảm bảo được cái chất dinh dưỡng cũng như là những hoạt động trao đổi chất của con cá nó diễn ra được, nó có năng lượng, nó có dinh dưỡng thì nó mới diễn ra được tốt hơn các bạn ha. Ok, cái video của mình hôm nay thì cũng ngắn gọn vậy thôi các bạn ha. Thì sắp tới mình sẽ làm thêm nhiều video nữa, trong tuần á, một tuần mình sẽ làm thêm ít nhất là thêm một cái video nữa để gửi đến cho các bạn. Mình hứa luôn, mình hứa danh dự các bạn ha. Đó, mình sẽ gửi thêm cho các bạn thêm video nữa để có một cái món ăn tinh thần gửi đến cho các bạn trong cái mùa dịch này. Mùa dịch thì ai ở nhà cũng rảnh rỗi hết đó, thì không có cái gì giải trí thì cũng buồn chán. Ok, như vậy là cái video của mình đây là kết thúc. Bên dưới clip của mình có một nút đăng ký subscribe đó các bạn, và một cái chuông để bác sĩ xin. Nếu các bạn thích cái clip của mình, bấm vào nút đăng ký cũng như là cái chuông, ủng hộ thêm cho mình động lực ra những cái video này của các bạn nha. Mình là Hugo Dương, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.